Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ tới các anh chị và các bạn cái cách làm kem sữa tươi trân châu đường đen. Với chia sẻ của mình ngày hôm nay thì thành phẩm kem của mình không có bị dăm đá, cực kỳ xốp và cực kỳ thơm béo luôn. Kết hợp với cái trân châu đường đen khi mà mình làm kem á, thì để cái trân châu của mình nó không có bị cứng thì cũng ta sẽ cũng có một vài lưu ý trong cái món kem này. Nếu mà các anh chị và các bạn có ý định làm kem cho các bạn nhỏ trong mùa hè này thì có thể tham khảo thêm một cái món kem trân châu đường đen nha. Đảm bảo rằng các bạn nhỏ nhà mình sẽ cực kỳ mê tít cho mà coi. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt tay nhau và cùng làm thôi nào. Và nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị đó là 220ml sữa tươi không đường, 60g đường đen. Thêm vô đây thì mình sẽ có 6 gói trà túi lọc ô long nhé. Quýt bình rim, 2 cái trứng gà, 1 ống vani, thêm một chút xíu muối. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tách cái lòng đỏ ra, mình chỉ lấy 2 cái lòng đỏ trứng thôi ha. Mình cho vô đây 1 ống vani. Khi mà mình làm kem thì các anh chị và các bạn không lấy lòng trắng, mình phải loại bỏ hết tất cả các lòng trắng đi. Để như vậy thì cái kem của mình nó sẽ không có bị tanh. Bây giờ thì chúng ta sẽ hòa tan cái lòng đỏ này ra chung với cái bột vani để cho cái lòng đỏ này nó không có bị tanh nha. Sau khi mà đã hòa tan ra rồi thì chúng ta sẽ bắt lên bếp một cái nồi. Mình sẽ cho vô đây là một gói sữa 220ml sữa tươi không đường. Mình sẽ cho hết cái gói này vô luôn nha. Nếu mà các anh chị và các bạn sử dụng cái sữa tươi có đường á, thì mình sẽ giảm cái lượng đường xuống. Nhưng mà mình cảm thấy rằng sử dụng bằng cái sữa tươi không đường thì kem nó sẽ béo hơn. Rồi kế tiếp thì mình sẽ cho cái đường đen vô nè. Và cái phần đường đen này thì các anh chị và các bạn rất là dễ dàng tìm mua ở trong tất cả các cửa hàng siêu thị hoặc Bách Hóa Xanh đều có bán. Bây giờ thì mình sẽ nấu cho hỗn hợp sữa này nó sôi lên nha và nó tan hết cái phần đường. Nhớ khuấy đều tay để cho cái phần đường nó không có bị khét. Và sau khi mà nó sôi lên như thế này rồi thì chúng ta sẽ tắt bếp nha. Lúc này thì chúng ta sẽ lấy cái chén trứng vừa nãy mình hòa tan đó, mình sẽ cho vô đây cỡ tầm mấy giá sữa như thế này để giúp làm cho cái lòng đỏ của mình nó chín nha. Mình sẽ cho vô đây cỡ tầm 3 tới 4 giá là được rồi. Rồi sau khi mà mình cho vô cái phần sữa nóng vô cái phần trứng này thì cái phần trứng của mình nó sẽ chín nha. Nên các anh chị và các bạn đừng có lo. Rồi bỏ qua một bên để cho cái phần trà này thì mình sẽ cho vô đây đó là 6 túi trà ô long á. Trà túi lọc mình sẽ cho trực tiếp vô đây rồi mình sẽ đậy nắp lại và mình ủ cho cái phần trà nó tan ra nha. Rồi để qua một bên để cho cái phần trà nó tan ra. Kế tiếp thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái thau nước đá như thế này. Và cái tô này thì mình đã bỏ vô ngăn đá tủ lạnh để cho nó lạnh rồi. Thì mình sẽ để vô cái thau nước đá để mình đánh whipped cream và trứng để cho nó bông lên nha. Đó, và tất cả các phần tô nè và cái thau đá thì chúng ta phải làm lạnh nha. Rồi mình sẽ cho hết cái phần trứng vừa nãy mình hòa tan với nước sữa nóng đó thì mình sẽ cho vô. Kế tiếp thì mình cho thêm một chút xíu muối vô nè. Muối thì các anh chị và các bạn cho cỡ tầm 1 gram thôi là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái máy đánh trứng và mình đánh cho nó bông lên nha. Mình làm như vậy thì sẽ có tác dụng tác động lên cái trứng của mình và nó sẽ bông lên và cái trứng của mình nó sẽ chín thêm nha. Và mình cứ đánh từ từ khi nào mà mình cảm thấy rằng nó nổi bọt như xà phòng lên như thế này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mình cho whipped cream vô đây. Và lượng whipped cream thì chúng ta sẽ cho 300ml whipped cream và lưu ý rằng muốn cho cái whipped cream này nó bông lên thì chúng ta cũng phải để trong ngăn mát tủ lạnh nha. Rồi kế tiếp thì cái phần sữa này nè, sữa mà nãy mình trà đó, trà mà các anh chị và các bạn ủ đó thì chúng ta cũng sẽ đổ ra cái ca và lưu ý rằng cái trà này cũng phải để nguội nha. Không thôi là khi mà mình cho vô á, nó nóng quá thì nó sẽ làm cho cái hỗn hợp whipped cream của mình nó không có bông lên được. Bây giờ thì mình sẽ cho hết vô và mình sẽ đánh bông lên nha. Và trong quá trình muốn cho whipped cream và trứng của mình nó bông lên thì dụng cụ đánh trứng nè, cái tô đựng nè và cái thau phải là cái tô lạnh nha. Lưu ý rằng và cái nước trà của mình ngâm chung với sữa vừa nãy đó cũng phải để nguội rồi chúng ta bỏ vô mình đánh bông. Làm như vậy thì cái whipped cream kem của mình nó mới bông xốp lên được. Và cứ đánh từ từ cho tới khi nào mà mình cảm thấy rằng cái hỗn hợp sữa và whipped cream nè, trứng nè nó sẽ bông lên và nó bông cứng lại thì chúng ta sẽ cảm thấy nó sệt sệt như thế này nè. Sau một hồi mình đánh tầm 5 phút đó thì lúc này mọi người nhìn vô cái thau nè, đá bắt đầu tan ra rồi đó và cái hỗn hợp sữa này bắt đầu là bông lên rồi. Và nó đã sệt sệt lại rồi ha. Và trong cái món kem này thì các anh chị và các bạn không cần phải đánh cho nó bông xốp cứng lên đâu, chỉ bông đánh cho nó xốp lên nó cứng như thế này là được rồi. Đó. Nó sệt sệt như thế này rồi. Các anh chị và các bạn đánh cho nó bông cứng, bông chóp lên thì cái thời gian nó cũng rất là lâu và kem của mình nó sẽ bị cứng nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ để vô ngăn đá tủ lạnh tầm 2 tiếng.
Trong lúc đó thì chúng ta sẽ đi làm chân trâu đường đen. Chân trâu đường đen gồm có 80g bột nếp, 100g đường đen, rồi mình sẽ có 15g bột bắp, rồi 25g bột cacao. Cho bột nếp, 80g bột nếp vô một cái tô nè. Kế tiếp thì mình sẽ cho 15g bột bắp. Mình làm bằng bột bắp và bột nếp như thế này sẽ giúp cho cái chân trâu của mình nó sẽ không bị cứng. 25g bột cacao, nửa muỗng canh đường đen nha. Rồi trộn đều lên. Sau khi mà mình trộn đều bột và cacao và đường đen lên như thế này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mình cho nước vô. Và cái lượng nước thì chúng ta sẽ cho bằng nước nóng nha. Làm như thế này thì cái bột chân trâu của mình nó sẽ dẻo hơn. Mình sẽ cho dao động từ 90 tới 100ml nước nóng, nước sôi đó. Và mình cứ cho vô từ từ. Tùy vào cái độ bột của mình, nó sẽ có cái độ hút nước khác nhau. Nên là các anh chị và các bạn cứ cho vô từ từ, tới khi nào mà mình cảm thấy rằng nó tạo thành khối là được nha. Và lưu ý rằng nước sôi thì rất là nóng, nên là mình phải cẩn thận trong khúc này nha, không thôi là bị bỏng đó. Và lúc này thì mình cảm thấy rằng nước sôi nó cũng đã nguội bớt rồi, thì chúng ta sẽ nhồi nha. Mình sẽ tiến hành mình nhồi. Cái khâu làm chân trâu này nó hơi cực một chút xíu, nhưng mà khi mà mình nhồi xong rồi thì nó cũng rất là nhanh. Và sau một hồi mình nhồi thì cái chân trâu của mình nó nhồi lên, nó dẻo như thế này là đạt rồi nè. Mình đừng có nhồi khô quá nha, tại vì nhồi khô quá thì bột nó chưa chín thì nó sẽ không có ngon đâu. Rồi đó, dẻo như thế này là được rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành mình tạo hình là được rồi đó. Rất là mềm nha, và bột nó chín kỹ đó. Rồi quay qua thì chúng ta sẽ đặt cái hình khối chân trâu này ra một cái bàn và mình tiến hành mình xe ra xe dài ha. Thì cái chân trâu này thì các anh chị và các bạn có thể ngắt từng cục và mình vo viên tròn tròn, còn không thì chúng ta sẽ tạo thành những cái miếng vừa vừa như thế này rồi mình xe dài ha. Đó, mình xe dài nhất có thể. Đó, và mình cứ xe như vậy đó. Và sau khi mà mình xe thành những cái sợi dài rồi thì chúng ta sẽ cắt ra những cái viên chân trâu vừa ăn, rồi chúng ta sẽ đặt cái lòng bàn tay đó mà mình xe đều ở trên cái mặt nè, bàn đó, thì cái chân trâu của mình nó tương đối nó sẽ tròn và nó sẽ nhanh hơn là mình bắt từng cái viên chân trâu nha. Các chị và các bạn nhìn mình làm để biết được cái cách của mình làm sao cho nó dễ nhé. Đó, mình xe cái chân trâu như thế này rồi. Đừng có làm quá to, tại vì làm quá to thì khi mà mình ăn nó thì nó sẽ rất là ngán. Đây là mình làm vừa vừa như thế này là được rồi nè. Và mình sẽ cắt ra những cái miếng chân trâu vừa ăn, rồi chúng ta sẽ cho một chút xíu bột áo. Bột áo mình sử dụng ở đây đó là bột nếp nha. Rồi mình sẽ cho một chút xíu bột áo và mình sẽ tiến hành mình lấy cái lòng bàn tay đó, mình xoa đều trên cái mặt bàn để tạo ra những cái viên chân trâu. Đó, mình làm như vậy nè. Thì mình cảm thấy rằng sau nhiều lần mình làm thì cái cách này thì sẽ rất là nhanh và nó sẽ tiện hơn. Và thật ra là khi mà mình làm tại nhà thì mình cũng không có cần nó quá đều hay là nó quá tròn đâu, mình làm tương đối là được rồi. Và cứ như vậy thì mình làm hết cái số chân trâu của mình cần chuẩn bị là được. Đó, lúc này thì mình đã hoàn thành xong cái chân trâu rồi đó. Làm cái chân trâu này thì nó hơi cực cái khúc này một chút xíu, nhưng mà khi mà ra cái thành phẩm nó ngon, nó làm cho mình quên hết cái mệt luôn đó. Và cứ làm như vậy cho tới hết khi nào hết cái lượng chân trâu của mình cần chuẩn bị là được nhé. Và sau khi mà mình phải xe những cái viên chân trâu xong rồi thì chúng ta sẽ bỏ vô cái rổ và mình tiến hành mình rây hết những cái bột thừa đi, bột vụn đi, rồi mình sẽ mang đi mình luộc nha. Ở đây thì mình sẽ chuẩn bị một cái nồi nước và mình sẽ cho hết cái phần chân trâu vừa nãy mình xe đó, mình cho vô và mình tiến hành mình luộc. Luộc ở đây thì mình sẽ nấu cho nó sôi lên, và sau khi mà nó sôi lên thì tất cả các chân trâu của mình nó sẽ nổi lên trên mặt nước, là lúc này là chân trâu của mình đã chín rồi đó. Đó, mọi người nhìn ha, và lúc này chân trâu của mình đã nổi lên trên mặt nước rồi. Thì các anh chị và các bạn luộc tầm 1 tới 3 phút nữa để cho cái chân trâu của mình nó chín đều, và những cái hạt chân trâu của mình nó bóng mướt như thế này rồi chúng ta sẽ vớt ra ngoài nhé.
Và sau khi mà mình vớt ra ngoài thì chúng ta sẽ vớt vô cái tê chân châu, mà bỏ cái chân châu vô cái đường đen mà nãy mình chuẩn bị còn dư đó, thì mình sẽ bỏ vô hết vô đây và mình sẽ trộn đều lên. Và cái nóng của chân châu nó sẽ giúp cho cái đường đen của mình nó tan ra, và mình sẽ được cái hỗn hợp chân châu đường đen rất là sánh và cực kỳ thơm luôn. Và đây là cái cách mà mình làm mà mình cảm thấy rằng rất là ngon. Rồi đó, bây giờ mình sẽ bỏ qua một bên. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái chân châu đường đen rồi đó. Đó, cái chân châu, cái đường đen nó rất là sánh nè. Và khi mà mình làm á, thì mình sẽ để qua một bên để cho cái chân châu nó ngấm đường, để cho nó ngọt nha. Quay qua thì cái phần kem vừa nãy của mình đó, mình bỏ vô ngăn đá tủ lạnh được 2 tiếng rồi, thì mình sẽ lấy ra và mình sẽ đánh thêm một lần nữa để cho kem của mình nó bông hơn, và nó sẽ không có bị tình trạng là bị dăm đá nha. Đó, mọi người nhìn thấy không ạ? Kem bắt đầu nó đạt rồi đó, nhưng mà mình muốn nó xốp hơn thì mình sẽ lấy cái máy đánh trứng mình đánh thêm một lần nữa để cho kem của mình nó lạnh đều và nó sẽ xốp đều hơn. Và sau khi mà mình đánh đều lên như thế này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mình cho vô khuôn, hoặc là mình cho vô những cái hũ lọ mà mình muốn làm nha. Ở đây thì mình có que kem nè, mình sẽ cho một ít chân châu vô những cái que kem, rồi mình sẽ cho kem vô những cái khuôn này ha. Đó, mình múc cái kem nè. Kem của mình lúc này mới chỉ có bỏ đông đá 2 tiếng thôi mà kem rất là xốp và cực kỳ thơm béo rồi, phải không ạ? Và sau khi mà mình cho đầy vô cái que kem rồi thì chúng ta sẽ gắn cái que vô ha. Rồi sau khi mà mình định hình xong rồi thì chúng ta sẽ mang vô ngăn đá tủ lạnh, mình bảo quản, mình đông đá cỡ tầm 4 tiếng là mình có thể thưởng thức được rồi, hoặc là mình để qua đêm nha. Rồi cái phần còn lại thì chúng ta sẽ cho vô cái hũ thủy tinh như thế này bằng một ít chân châu ở dưới nè. Và cái lượng chân châu này mình làm với cái công thức này thì nó hơi dư một chút xíu, để khi nào mà mình ăn á thì mình sẽ bỏ lên trên cái bề mặt cho nó đẹp nha. Đó, mình cho hết cái phần kem mà nãy mình đánh đó, mình sẽ cho hết vô. Rồi mình chàn đều ra, rồi đậy nắp lại và bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh. Lưu ý rằng kem phải để trong ngăn đá tủ lạnh nhé. Mình cho thêm một ít cái chân châu lên trên bề mặt nữa cho đẹp nè. Rất là thơm luôn và cực kỳ béo luôn, tại vì cái mùi đường đen nó làm cho cái món kem của mình rất là hấp dẫn. Và bây giờ thì mình sẽ bỏ vô ngăn đá tủ lạnh. Ngày hôm sau thì mình sẽ lấy ra cho các anh chị và các bạn coi cái thành phẩm kem của mình nha. Và đây là thành phẩm ngày hôm sau nè. Bây giờ thì mình sẽ mở nắp ra và kem của mình cực kỳ xốp luôn và không có bị dăm đá, cực kỳ thơm béo. Với cái cách chia sẻ này, hy vọng rằng sẽ mang đến cho các anh chị và các bạn một cái món kem cực kỳ ngon. Và khi nào mình ăn á, thì cái phần chân châu như mình nói là mình có làm dư ra một chút xíu nè, mình sẽ để lên trên, và khi nào mà mình ăn á, thì mình sẽ ăn kèm thêm, thì rất là lạ miệng và cực kỳ ngon luôn. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách làm sữa tươi, kem sữa tươi chân châu đường đen nha. Với chia sẻ này, kem rất là xốp và cực kỳ lạ miệng và cực kỳ ngon. Nếu mà có cái góp ý nào thì các anh chị và các bạn hãy góp ý ở dưới để một bà nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Rồi, kính mời của vợ xin chào cả nhà, hẹn gặp nhau vào những video tiếp theo nha.